Sáng ngày 29 tháng 12, truyền thông nước Campuchia đã đưa tin một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tổ hợp Song Bài và khách sạn Grand Diamond City của thành phố Phnom Penh trong đêm ngày 28 tháng 12. Nguyên nhân vụ cháy được cho là do nổ bình ga ở Song Bài. Đám cháy đã kéo dài trong nhiều giờ khiến một phần tòa nhà đổ sập. Lực lượng cứu hỏa hiện đã kiểm soát được 70% đám cháy. Tính đến hơn 9 giờ ngày 29 tháng 12, 53 người đã được giải cứu, ít nhất 10 người tử vong và hơn 30 người bị thương được chuyển đến bệnh viện ở Arayaprathet, tỉnh Sakhalin, Thái Lan. Đa số người chết là nhân viên sòng bạc, cả người Thái lẫn người Campuchia. Ước tính vẫn còn khoảng 50 người đang bị mắc kẹt bên trong. Ông Khun Kim, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia cho biết, lính đặc nhiệm và trực thăng đã được điều đến hiện trường nhằm giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong casino. Được biết, khách sạn kiêm sòng bạc này nằm gần cửa khẩu biên giới quốc tế Phnom Penh giữa Campuchia và Thái Lan. Tòa nhà này có hơn 400 nhân viên.